Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Của Em. Video này em xin phép cập nhật cho tất cả quý cô bác, anh chị và các bạn mình thông tin mới nhất bên cái nền tảng Sera. Hiện tại họ đã update lên cho chúng ta hai mục tiếp theo, tức là mục thứ sáu, mục thứ bảy họ đã hoàn thành. Chúng ta còn một số mục nữa là cái dự án này sẽ manage list sàn và chúng ta bán. Nói chung một trong những cái tin rất là vui anh chị. Thì trong video này anh chị chúng ta xem tham khảo thông tin ha. Cái thứ hai về cái vấn đề giá, em đưa ra một số thông tin cơ bản để cho cô bác anh chị mình chúng ta có thể là check và chúng ta tự đưa ra cái giá hợp lý ha. Chứ thực sự là chưa biết cái giá nó cụ thể là bao nhiêu, cũng chưa biết nó list ở cái sàn nào anh chị. Bây giờ quý cô bác anh chị mình sẽ vào cho em cái nền tảng X. Mình gõ cho em là Sera ha anh chị. Thì cách đây 6 giờ họ có tích một cái tích từ bên cái kênh là Sera Trend. Tuyệt vời của chúng tôi, Sera Family, chúng tôi tự hào thông báo rằng chúng tôi đã đưa nó vào mainnet và khởi chạy khối Genesis thành công, là cái khối đầu tiên đó anh chị. Bây giờ thử thách tiếp theo của chúng tôi là hệ thống xác minh B2B. Ở đây là chúng ta thấy 2, 4, 6, tổng cộng là có 7 cái tích, chúng ta còn 3 cái tích nữa. Xác minh B2B nè, cái giá nè, và thứ tiếp theo đó là Siracoin. Anh chị ha. Rồi. Bây giờ anh chị vào cho em cái web giùm em ha. Đây mình kéo lên ha. Ở đây anh chị mỗi ngày nhớ vào làm hai cái đồng Siracoin nha anh chị. Rồi anh chị nhấp vào cái biểu tượng ba gạch ngang ở giữa màn hình mà bên phải nè. Ở đây chúng ta sẽ thấy là chúng ta đã đến được cái bước thứ bảy. Bước thứ sáu là tạo khối Genesis. Bước thứ bảy là tạo thuật toán chuyển tiền từ testnet sang mainnet. Cái này em không biết là họ chuyển tự động hay là chuyển thủ công. Tức là chúng ta cũng phải cần cập nhật trong thời gian tới nữa. Em sẽ tranh thủ làm video khi mà họ có thông tin anh chị. Rồi xác minh B2B. Tính giá. Ở trao đổi mã thông báo xác thực sang Seracoin. Nó đây là một trong những bước tiến mới của cái nền tảng ha. Và theo như em dự đoán với cái lịch trình này, có thể là tháng 1 năm 2024 là chúng ta có thể bán cái đồng này được ha. Còn chậm nhất cũng quý 1 năm 2024, tại vì họ đã tới bước thứ bảy rồi anh chị. Mấy cái bước sau thì em nghĩ là nó cũng đơn giản đó. Theo em nghĩ luôn, thực sự là họ đã mấy cái này họ đã test, họ đã làm xong hết rồi, nhưng mà có cái họ đưa ra cho nó chạy để họ kiểm tra trong 1 tuần hoặc 2 tuần, thậm chí là 1 tháng, để họ xem nó có bị lỗi này kia hay không họ mới đưa ra anh chị. Chứ không thể nào mà họ đưa ra một cách vội vàng, nguy hiểm lắm. Rồi đó là cái thông tin mới bên cái nền tảng này. Còn về cái giá, có một số cái trang đưa tin là giá nó tới dự đoán ha. Nói chung là quan điểm cá nhân của người ta, có thể đúng có thể sai, nhưng mà người ta đưa tới vài trăm đô, thậm chí là 1.000, 2.000 đô. Có thể vậy thì em nghĩ cái đó là quá FOMO rồi, không có đến đâu anh chị ha. Rồi để em nói cho anh chị biết, để chúng ta tự nhận định cái giá cái dự án này. Đầu tiên cái dự án này á, nó theo em biết nó là cái dự án crypto đầu tiên của người Hồi giáo. Người Hồi giáo đây tức là người theo đạo Hồi, là trên thế giới khoảng gần 2 tỷ người. Và nó xuất cái dự án này đến từ cái là các nước tiểu vương quốc Ai Cập, trong đó có Dubai, rồi Qatar, rồi này kia đó, là một cái khối liên minh nhỏ của họ, tức là top những cái nước giàu có họ cùng tạo ra cái đồng này anh chị ha. Cái dự án này cho chúng ta khai thác từ trước tới giờ không có quảng cáo nè, không có bán ICO, IDO, không có lấy bất cứ một cái gì doanh thu từ người dùng ha. Và đây là một cái nền tảng chúng ta khai thác bằng chính sức lực của mình. Ai muốn nhiều thì trước giờ ra sức giới thiệu thì chúng ta sẽ nhận được phần thưởng. Và cái phần thưởng mà từ rep không có KC á, thì em cũng chưa biết á, là cho nhận luôn hay không, hay là bị đốt anh chị ha. Đó. Rồi tiếp theo, đây là cái nền tảng thuộc ngân hàng Sirabank, ngân hàng truyền thống lâu đời. Và cái sale của họ rất là nhiều người tiến sĩ này, chứ cũng là đeo của họ là rất là xịn ha. Một lát em chia sẻ cho chúng ta cái phần đó. Và nó
có một cái mạng lưới riêng là Shiracoin luôn, tức là nó một cái blockchain hoàn toàn mới, và nó theo như cái sách trắng họ đưa ra, họ sẽ là trong thời gian tới họ sẽ hỗ trợ khởi nghiệp hơn 500 dự án. Nó rồi, và em nói luôn, ở các tiểu vương quốc Ả Rập họ rất là có thiện cảm với crypto, và cái vấn đề đó đó là trong quá khứ và hiện tại anh chị thấy rồi, cũng rất nhiều sàn đã đến ở các nước tiểu vương quốc Ả Rập liên hệ hợp tác để được gọi là phát triển ở đó anh chị ha. Đó là cái thông tin liên quan. Rồi về cái vấn đề list sàn, hiện tại là chưa có bất cứ một thông tin nào từ DAO của dự án là list sàn nào, nên cái này cũng rất khó. Tại vì sàn thì có nhiều loại sàn, chúng ta vào trong cái CoinMarketCap để em cho anh chị thấy nè. Anh chị nhấp vào có một sàn giao dịch, thì ở đây chúng ta sẽ có top 10 sàn đầu tiên là Binance, Coinbase, Current, KuCoin, OKX, Bybit, BitTime, Grex.io, Upbit và BitGet. Đây là top 10 sàn. Nếu như mà cái đồng này nó list trên những cái sàn này thì thực sự là nó khá là uy tín. Nhưng mà thời gian vừa rồi á, anh chị có thấy là bên cái sàn Binance họ liên tục họ qua bên các nước tiểu vương quốc Ả Rập khối UAE đó để mà họ làm việc, họ hợp tác, họ tạo những cái sự kiện lớn. Và em nghĩ á, và theo một số thông tin thôi nha, không chính thức, là cái việc mà sale của bên Chira họ nói họ sẽ liên hệ với Binance. Nếu như Binance Việt thì họ sẽ được list trên đó ha. Rồi, nếu mà list được Binance đầu tiên á, thì khá là ngon. Và theo thông tin em biết á, là họ chỉ đề cập đến Binance thôi, còn mấy sàn khác thì em chưa nghe ha. Rồi, làm sao để list được những cái sàn lớn, em nói cho anh chị nắm nè. Dự án thì có rất nhiều dự án, sàn cũng có rất nhiều sàn. Thì dự án tốt sẽ list được sàn tốt, mình nói kỹ như vậy, giống như là cùng đẳng cấp. Một cái dự án muốn list được một cái sàn, nó cần phải đạt rất là nhiều yếu tố. Một trong những yếu tố đó kể đến, đó chính là cái cộng đồng ở đây có thể là trên Telegram hay là trên Twitter hay là YouTube hay là các nền tảng khác nha. Cái thứ hai nữa là cái số lượng người nắm giữ cái số địa chỉ ví nắm giữ cái đồng đó đó anh chị, kiểu như vậy. Thứ tiếp theo nữa là cái lượng thanh khoản. Cái thứ tư nữa là cái về cái quy trình dự án, ví dụ như là về cái vấn đề tổng cung hay là cái sách trắng, hay là về cái contract là có được kiểm toán kiểm duyệt bởi công ty hàng đầu hay không, hay là cái kiểm toán hợp đồng đó nó không có chuẩn, nó không đạt chuẩn. Rồi tiếp theo nữa là muốn list sàn lớn thì anh chị phải chịu chi, ví dụ nó giống như cái chợ đó, chúng ta phải trả mặt bằng hàng tháng, thì anh chị cái dự án cao thì chúng ta trả mặt bằng cao để chúng ta được bán ở đó. Còn nếu mà chúng ta không có được đáp ứng cho họ cái giá đó thì họ sẽ không list. Mà khi chúng ta list được cái sàn đó, ví dụ như sàn Binance, thì anh chị biết rồi, cái top 1 của thế giới thì cái thanh khoản nó cực kỳ cao, nó có thể bay lên nhân 10, nhân 100 là bình thường. Chưa kể là cá mập, cá voi nó sẽ là bơm hoặc nó xả ha. Xả thì cũng xả sâu, mà bơm thì cũng bơm cao. Rồi chưa kể sàn nè, rồi chưa kể đeo của họ nữa, rồi chưa kể cộng đồng FOMO nữa. Nói chung nó có rất nhiều yếu tố cho anh chị nắm ha. Thì cái này một số thông tin em chia sẻ cơ bản như vậy cho anh chị nắm. Còn anh chị người cũ á, là chúng ta cũng thừa hiểu để biết cái giá nó thế nào ha. Rồi tiếp theo nè, chúng ta vào trong ít tiếp giùm em ha. Anh chị chúng ta vào cho em Shira Chain nè. Để em xem coi. Ở đây em kéo lên, nó có một cái... Anh chị chờ ha. Đâu rồi? Không phải cái này. Em đang muốn vào một cái chỗ để cho anh chị xem cái đeo của dự án, thông tin ha, một số thông tin cơ bản cho chúng ta nắm luôn. Có thể là không phải cái này. Chúng ta vào cái Shira Holding thì phải á. Nó nè. Ở đây anh chị kéo lên ha. Đây nè, chúng ta nhấp vào Shira Holding ha. Đây. Ở đây có các thông tin liên quan thì anh chị chúng ta nhấp vào chúng ta xem.
ở đây nè anh chị. Rồi một cái nữa đem vào trong cái kênh đây, jirabanh.com. Chúng ta vào trong cái mục cho em là ở cái mục là về chúng tôi thì phải. Anh chị thông cảm nha, tại vì chúng ta em vào nhiều nhưng mà tự nhiên hỏi và em không có nhớ nó nằm ở cái mục nào. Đây nè, đội của chúng tôi nè. Đây anh chị. Thì em chia sẻ cho anh chị nắm ha. Cái tên thì em không đọc nha. Anh đầu tiên là Jeff Fairey nè, người sáng lập và giám đốc điều hành ha. Anh này là đã có bằng tiến sĩ rồi anh chị. Về kinh tế tài chính thì phải á, mới nhận hôm rồi. Rồi tiếp theo là cái anh này, nhà phát triển tốt nghiệp ngành khoa học máy tính và nhà phân tích dữ liệu được IBM chứng nhận nha. Cái anh ở trên cũng được cái bằng của IBM chứng nhận. Rồi tiếp theo nè, cái anh này là nhà phát triển web và là nhà phát triển nè với 7 năm kinh nghiệm. Rồi cái anh này là người cố vấn với hơn 16 năm kinh nghiệm ha. Là một kỹ sư điện tử, anh này là hơn 5 năm kinh nghiệm. Rồi anh này là CTO Master ở đây nữa này, về an ninh mạng. Rồi tiếp theo là nhà phát triển web. Tiếp theo là anh này em. Đó anh chị. Cái này đợt rồi á, là họ có để bằng cấp luôn. Nhưng mà mới đây theo như em tìm hiểu là họ đã không, họ kiểu như họ thay đổi rồi. Chứ đợt rồi mấy anh này toàn là tiến sĩ với là tiến sĩ không anh chị đâu. Tới 4-5 người đó. Đó. Rồi cái anh đầu tiên đó chính là cái anh này nè anh chị nè, cái anh này em vừa nói ha. Rồi nói chung thông tin liên quan thì chúng ta chờ đợi chính thức liếc xà này chúng ta mới biết cụ thể ha. Em không có đưa ra cái giá thì chúng ta, nhưng mà em dự đoán có thể là từ liếc xà á, có thể là từ 1 đến 10 đô trong khoảng thời cái khả năng đó ha, là em nghĩ là có. Nhưng mà em cũng nói một câu, cái dự án này á nó khá là chất lượng về cái lộ trình chắc chắn hệ sinh thái và cái đeo của họ, nên nếu mà anh chị có bán á, thì chúng ta cũng vui lòng giữ lại cho em. Nếu mà đào solo bình thường một người á, thì em nói bèo nhất cũng là 300-400 là em tính bình quân nha, 300-400. Nhưng mà trong đó có người có thể là 700-800, có người á là có vài chục hoặc là 100 mấy 200, tại vì vào sau. Nhưng mà bình quân ít nhất là khoảng là 300-400 cái đồng xe ra coi này. Thì em, anh chị có bán á, thì chúng ta bán lấy một ít lấy tiền ăn Tết đi ha, còn một ít lại khoảng 100 hoặc 200 đồng gì đó chúng ta chừa lại cho em đi ha. Up chain sát bên rồi anh chị, mà cái up chain là chị biết rồi, nó sẽ tạo một cái đỉnh mới, thường thường là vậy. Nên là cái cơ hội để chúng ta kiếm được rất là nhiều tiền, có thể một kèo mà chúng ta thay đổi luôn cái vị thế của mình và chúng ta có tiền đầu tư thêm những cái nền tảng dự án khác nữa. Nói chung là up chain là có tiền, anh chị cứ gán hâu tới đó giùm em. Halving là khoảng em nhớ không lầm là tháng 3 hay tháng 4 năm 2024. Và sau đó khoảng 5 đến 6 tháng, tức là có thể đầu năm 2025 là bắt đầu là nó sẽ bay. Nó bay từ từ lên. Thì ở đây anh chị muốn check thì em cho chị xem cơ bản ha. Cơ bản chúng ta sẽ lấy Bitcoin, chúng ta làm cái đồng ấy đi. Em sẽ lấy cái nến là 1 tháng. Ở đây anh chị thấy nè, Halving á là năm 2021 nha. À em nhầm. Halving là năm 2020. Em nhầm nha anh chị, thông cảm em ha. 20. Thì anh chị thấy nè, sau đó khoảng một thời gian là bắt đầu là khoảng gần vài tháng là bắt đầu nó bay như Bitcoin nè, chị thấy không ạ? Nè. Ngày 1 tháng 11 năm 2021 phải không ạ? Nói chung là năm 2021. Rồi tiếp theo cái đồng ETH thì anh chị thấy này. Đây. Anh chị ha. Tức là sau đó vài tháng thì bây giờ năm 2024 là halving, thì em nói là tháng 5 là năm 2000
năm 2025 là bắt đầu sao ạ? Bắt đầu là nó sẽ bay ha, thị trường nó sẽ bùm trở lại. Thì anh chị thấy này, nói chung á là bùm là nó trong giai đoạn đó thì có nhiều đồng nó sẽ là bay trước và có những đồng nó bay sau, nhưng mà theo nguyên tắc Bitcoin, Bitcoin xong sẽ qua ETH, ETH xong sẽ qua những cái con là nền tảng chẳng hạn như là Celo hay là Solana hay là BNB. Sau đó nó sẽ tới những là con sàn, con sàn thậm chí là con ví. Xong đó nó sẽ tới Ancon, Ancon xong có thể là nó sẽ tới Meme. Nói chung theo cái quy trình như vậy, nhưng mà có những dự án nó sẽ bơm trước và dự án bơm sau. Nếu mà anh chị trong giai đoạn này chúng ta người mới thì em chia sẻ một chút thôi nha, chứ em không phải là múa rìu qua mắt thợ đâu. Thì chúng ta nên cái dạng là theo cuốn chiếu. Ví dụ cái dự án nào mà chúng ta đầu tư mà nó đã bay rồi thì anh chị nhắm được là chúng ta chốt cho em ha. Chúng ta có thể chừa một ít lại, nhưng mà chúng ta chốt. Rồi chúng ta cuốn chiếu qua những cái dự án mà nó có thể là trong cái hệ đó mà nó chưa có bay thì chúng ta có thể vào. Thì chúng ta cuốn chiếu thì chúng ta đừng có tham quá, chúng ta chờ nó có thể nhân 2, nhân 3 vậy đó, là chúng ta có thể là cắt ra liền. Rồi chúng ta cứ đi theo cái đó, rồi chúng ta ăn là anh chị gọi là chạy nước rút á, rất là ngon nha anh chị, nếu mà anh chị khéo một chút và chúng ta hay một chút nha. Còn mà chúng ta người thường thì thôi, chúng ta ăn chắc mặc bền, thấy được thì chúng ta bán, chúng ta có lời thì chúng ta để đó. Chúng ta có thể nghiên cứu xem cái dự án nào được thì chúng ta cũng có thể vào, chứ mình không thể nào mà mình cuốn chiếu chạy nhanh giống như người ta hay được anh chị. Thì em chia sẻ vậy ha. Rồi em xin phép dừng video nha mọi người, thông tin liên quan thì anh chị xem dưới phần mô tả giùm em nha. Rồi chúng ta nghiên cứu thì chúng ta có thể cho mình một cái giá hợp lý, hoặc là anh chị theo như anh chị là cái giá bao nhiêu thì chúng ta có thể bình luận dưới phần mô tả. Thì anh chị có thương có ủng hộ em thì cho em một cái like, một lượt đăng ký kênh anh chị ha, để có cái động lực để chia sẻ tiếp ở những cái nền tảng video tiếp theo anh chị ha. Rồi anh xin phép dừng video cho mọi người. Chúc anh chị hôm nay là ngày âm lịch, là ngày 1 tháng 11 năm 2023, năm Quý Mão, thì em chúc tất cả quý cô bác anh chị mình chúng ta thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an, hạnh phúc, phát lộc phát tài, sum vầy đồng viên bên gia đình anh chị nha.